Được không? Ừ. À. Ngon không? Vẫn dụ nha. Không có dụ em đâu. Em kẹp muốn ngon em kẹp thêm miếng ớt nữa. Thì mình đi ngang đây có thấy rồi kia vừa đu ngang này cả nhà. Mình vô mình hỏi xin cái chú nhà rồi. Thì chú nhà nói là mấy con bắt đi. Thì tụi mình sẽ tiến hành bắt cái đu này. Bắt cái đu kia vừa này. Con chặt hả? Đã, con có dao. Ở con chén. Nó có chặt nó tao bỏ ra đừng có con bỏ. Ôi con. Chết vậy không móc nó xì chứ chết. Bỏ đại mà sống á. Dạ. Ôi còn chén còn chén. Ok, còn được. Con ai đi sợ không nhiều thôi. Dạ dạ. Ôi, con. Con chén nè. Từ từ. Con ơi con chén. Ôi con nè. Nè, đừng bắt ra. Còn sao không còn đi sợ không nhiều. Dạ. Hai con. Khai nè. Rồi. Để mình nhận từ. Là quan ta. Cái tờ vô đây còn nè anh Linh Phật. Mình chặt xong mình dọn rồi mình xách ngay lại cho cô luôn đi. Ê không ai. Sắp rồi. Nãy anh để cho mình xem. Mình đạp cái máy bấm lại luôn. Đồ này bắt hay quá, này có nghề nghiệp ta. Đọc ta. Hết rồi, đó hết rồi. Hết rồi. Rồi lấy ba cái đó mình sắp vào cho chặt chú ơi. Chặt lá xong rồi, cho nó xuống hay đêm. Bỏ nấm luôn à. Nó tàu. Rồi. Ôi là tàu còn luôn. Còn là tàu mới còn đó. Dọn ba tàu bớt đi rồi mình ấy. Mình bắt. Lỗ cho nào rồi. Không có lỗ nào không vô á. Dừng cái chừng có. Thì đó kiếm cái lỗ. Cái tay. Nhóc rồi nè. Nhảy ra còn không? Rồi. Còn nhóc luôn nè, lượm ra luôn á. Cái đó dựng ra rồi á. Ôi nó còn kìa. Mẹ bắt khéo ở đây. Chừng bể sữa á. Còn chụp xà còn không? Con đang bị gì nè. Bị chết rồi. Nè đi nè. Đừng thấy nữa, đừng rút ra nữa, đem về nhà mình rút. Còn kén á. Nó đi rồi. Như đây. Chúng ta dưới luôn. Để sách có con dao rồi trời. Nãy vô. Lắm. Ôi hai ba kén luôn kìa. Nè con này còn nguyên con đuôn luôn nè. Bỏ vô về nhà mình ấy ra. Đi vô mượn dao nữa nha. Được. Nãy thì chú cầm dao á. Nè lấy nè. Ra xuống tới góc luôn rồi nè. Thì nó mới lên đó. Ăn xuống tới góc luôn rồi ra thì cái. Giờ đi bắt luôn. Bắt sạch rồi. Đi ra luôn. Nè xuống góc luôn nè, ghê không? Cái này thì bà cóc bỏ vô luôn. Cóc hả? Con gì? Cóc. Không. Sao sắp đi đây. Lo em rửa rồi. Đây đây đây. Nó bỏ vô trong rồi. Qua đây nè, bắt. Đây cái đường móc. Anh để em chặt ra cho. Gì đây? Có kén mình biết nó có để ra tí nó về mình gỡ ra cục cái này ra trong đây từ lon dưới đây cũng có nó hơi gì ta dưới đi về cái này thú dữ lắm luôn á. Ok lắc nó nè đó còn kén này đây có đừng môi để họ chặt ra môi cho nó bể nãy đi về chỉ còn cái này, kẻ luôn. Đây, nghe kìa. Từ đầu với ngang, chặt một cọc rồi. Trời kìa. Kén này. Kén cái tay.
từ từ trúng em nha anh Phần. Cái này còn quá trời, anh Phần chặt dây thôi, dập hết trơn Phần ơi. Bắt lá đó. Ủa, cái này ngon nè. Từ từ nha, cái dừa nó dập á. Kiếm dừa mở vô, còn. Ôi còn. Con cái dừa mà trong cái nó lên mấy rồi, nó lên thành mấy con nhộng rồi. Còn được hai đứa. Hồi nó trẻ rồi bên kia còn chừng còn. Bên kia sao rồi mà anh? Hết rồi luôn rồi. Nóc luôn rồi. Nó nhiều lắm. Đi nó đi một số rồi. Nó lên, giờ nó lên trong cái thân này là còn nè. Trong này sợ nó hết rồi, kệ có kiến này nè. Rồi chúng em phần. Em phải đu luôn nha. Em đổ cái tiêu em luôn á. Lâu rồi em bắt ra ta. Em kiếm cái lỗ nó cái đã. Nè, 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 nè. Đừng cái này lật ra. Ờ thì đem lật ra. Đừng ra nãy không. Đi dao con ta. Đó. Trời ơi. Ôi. Cảnh nè. Từ từ. Ôi, mấy cái kén này. Đồ này như bị nè. Nguyên một hàng luôn. Đó xuống, đó xuống luôn. Từ từ. Bên thế. Đâu. Trời ơi, nguyên một ra thì. Không sao đâu. Với cái đầu quắn mày chết chắc. Không có đâu. Nguyên một hàng luôn. Khoan, đừng vậy. Rồi. Từ từ gỡ một con nào. Trẻ thành đôi ra mẹ, nãy trẻ là lâu xuống luôn. Rồi được rồi. Nè. Đó. Nó bung ra. Qua đã. Đi ra rồi. Con có kiến gì? Thành kiến vô rồi. Cái bạn. Mày lên cao thành kiến vô rồi, nhưng còn mà đúng còn nguyên con. Ừ. Cái chừng. Đó, còn đó còn ngon á. Đó là còn xịn luôn phải không? Ừ. Kén mới. Ồ nè. Ồ nó nhúng nhích kìa. Nhộng cái đó. Dạ. Cái gì vậy? Cái hồn con gì trắng. Chắc hết quá. Còn không? Lâu xuống đi được. Tắt con này ra đi. Nhét à. Ở trong bỗng trong luôn anh Bình. Ừ. Nó đã lấy tiền nè. Trẻ nó ra. Còn nấm. Trẻ như tập hình vậy nè anh mới nói. Vậy mới đúng nè. Trẻ lúc dưới rồi. Anh dính nè. Rồi, nó rớt ra luôn rồi. Nhét vô. Con đã thành cái ấy rồi. Giờ để nó dập, con này nó mềm lắm. Cái này hồi mới đuông nhóc luôn. Giờ nó đi qua nó ăn nhiều cây dừa nữa rồi đó. Không ăn đâu. Không ăn mới lạ. Bỏ em bắt luôn, bỏ vô cây dừa kia mình không ăn. Trời. Vậy luôn ta. Tội nhân luôn á, tội nhân khiên cổ luôn á. Đặng cho có đuông mình nó không ăn. Dạ. Một người bắt kiến dương kìa, chứ bắt đuông nó chết. Không, con đuông với con kiến dương bắt hai con luôn. Dục vô. Cũng bò lộn cũng bò cái họ mất tiêu xong cái qua mấy ngày sau cái không thấy nào gì. Tội nhân thiên cổ rồi. Nhà nằm cũng đi đây nè. Dặn cái đầu được một bịch. Này luôn. Nào cũng đi nha đây nè. Bịch kén. Đây
tiếng đeo cũng không còn. Đó, còn đó. Mất nè. Còn thì sạc không mất. Mất rồi, hai hai được thôi cá này bên đâu. Đủ hai ta. Thôi cái nhẹ á. Nè, 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 nè. Nè, nè. Nè, nè. Nè, hết rồi. Còn. Đâu, không hả? Ừ. Còn không? Đó. Còn không? Đi về. Còn cái xe. Đi hết một tén. Đặt cái này nè. Lấy tay. Bắt đầu. Chảy nước luôn à. Chặt nó sao chảy nước luôn. Mến chặt thả ở đây cho anh Thịnh ảnh ngồi anh ấy đây, xẻ đi. Chặt cái này luôn, hồi cái bưng đâu ngoài đó đó. Nó nổ mốc, nổ meo, lum đó nữa. Núm luôn rồi, hồi giờ đem nấu mì tôm á. Ừ, nó ăn banh đóng luôn. Có rồi hả, đem gì đó mì tôm hả? Núm. Chặt ăn luôn lại, cho lạc luôn đi. Chặt đi. Rồi đây. Mặn chúng ta rất mưa luôn rồi. Trời ơi, nó bấy trơn. Ôi trời. Không có rồi. Không có chừng khó. Có, nó xuống kia góc rồi. Xuống góc ở trên rồi. Ở trên hết rồi. Bị thúi thế này rồi hết rồi. Núm luôn rồi. Quá trời núm luôn. Đem về nấu mì tôm đi. Nấu mì khi còn ở trên bẹ nó còn ha. Nó ra ngoài. Ăn lâu thiệt rồi, cái giờ lâu lắm rồi ha. Chị trao rồi. Xì bà nổi luôn rồi. Nè. Đem lên trên kia mổ em đây gần dưới à. Gần mương dưới à. Không có này, hết rồi. Dầu đi nhiều lắm. Còn không? Tự nhiên này. Chết. Một lần nó xuống dưới hai lên trên ha. Sao cần con này không ta? Già quá. Muốn cần tiếng dương mẹ hết rồi. Ừ. Ê tay móc. Để tay. Mừng nha. Còn sụp sạc còn mấy con này chắc nó già. Ừ. Kén nó cũ. Đây có là có đúng mấy con mà không có được một kén. Đi. Thôi cái này. Này thành con đu sữa. Không ai thành con đu mà thành cái kiến dương con, kiến dương con, kiến dương cái sữa. Đang chờ đợi đu còn nha. Ừ. Đi đi. Chết mẹ, xì đúng rồi. Nó hình con ấy nè. Anh Phình xếp cho mẹ này đây. Không biết là còn đuông trên đây không. Ôi con đuông kìa, Trời ơi con đuông. Con nu luôn. Con đuông bữa chán à. Đúng tay rồi. Con còn nó thêm cặp anh. Nó đây. Có con đó, con nụ nó bắt luôn. Bắt sạp. Để nó đi ăn rồi.
Con đi vừa ngay cầu đẳng nó gặp đọt cái đuôi ăn luôn rồi. Tìm được luôn rồi, nó còn ra mấy. Này hết rồi mới này. Còn mà cũng không mấy nữa con. Này cái này. Ôi, chén nào? Thiện, có mấy chén thiện. Đây nè, mà sẽ bắt đầu. Đây là cái đồ đó gì đúng có à. Sao đây đó bóc đi chưa không, nay không tôi vui chắc hết rồi á. Rồi hết rồi. Ôi mệt quá nhiều không được không chứ bảo ạ. À. Cái này bị, được như đây. Cái này lọt ra xong rồi nó bị dập quá. Ừ. Giờ gì làm gì ta? Chiên. Chiên. Chiên giòn. Chiên giòn. Tài có cái món gì không Tài? Không biết luôn hả? Con đuông ấm hả? Tắm còn mấy con đuông kia mới không ấm được. Có mấy con đuông nè. Giờ mình tắm nước mắm thử ha. Cái này chiên này tắm. Rồi bây giờ tụi mấy anh em giờ chuẩn bị đi về. Rồi. Về tới nhà rồi cả nhà ơi. Bây giờ Kha sẽ xuống dưới lọc kén này ra. Xong rồi mình mấy con này nè, mình sẽ ngâm nước muối cho tí. Xong rồi mình chế biến. Mọi người chế muối. Quay lên. Rồi. Bây giờ mình bẻ mấy cái cuốn này ra, bẻ từ từ thôi nha. Mấy con này khỏi ra muối. Rồi mấy con này nó bị chết rồi. Mấy con này nè, nó hết lội nổi rồi. Sao được vô cái? Nó đừ rồi. Ủa nó bị gì vậy? Đột quỵ gì kỳ vậy? Này mấy con này phải ngâm muối. Mấy con này đã nằm trong kén nó đang chuẩn bị thành con này nè. Nên nó ngâm con này ngâm luôn tại nó có cái con nhỏ gì vậy. Đây mấy anh này đây. Mấy anh này đây. Đó, mấy anh này mới đùng nè, Mấy con quỷ này. Tắm mắm này được. Ủa. Đục qua đây nè. Bỏ đại trong túi này cũng được. Không, nó khói lắm. Này mình bắt sớm hơn khoảng chừng một tuần lễ ha. Trời ơi. Không bắt sớm hơn cái chừng 5 tháng trước. Sao nói vậy? 5 tháng nữa rồi nhánh chưa ăn đâu. Cái nó vừa này mới mà. Ý nè. Ừ. Này cái già. Ấy mình bỏ vậy, vớt mấy con đuông ra đi hồi chết luôn á. Chết cái đâu. Mình ngâm tí, mình lọc hết xong rồi mình vớt ra. Mấy con mà nào mình tắm nước mắm á. Mình vớt ra để cho nó lội nước mắm. Mấy con kia để ngâm tí. Rồi nó thành con ấy luôn rồi nè. Muốn thành kiến dương lên cái đầu rồi nè. Đây nữa. Ai đây nè. Đây. Ảnh đây. Cũng nhiều quá. Đây nữa nè. Đuông ơi, đuông mập kìa. Được, con nữa, con lấy. Thôi nãy giờ anh bóc không cũng con mẹo rồi. Thôi nó mập. Kiến dương. Còn chiến dương á. Kỳ sạch. Cho mấy con này hồi tí nữa mình cho nó lội nước mắm. Nè giờ mình chưa ăn thử đuông lội nước mắm. Hôm nay là có cơ hội có đuông này. Làm thử đuông lội nước mắm. Rồi số lượng đuông bắt ít, không nhiều. Ôi con này nó cắn.
con đu đu nó bị ấy sực sữa. Ăn ngon hơn con đuôi kia kìa. Trời ơi, nó bén, cái máu nó bén gấp đôi. Nó bắt chạy quá, nó thành con ấy trơn. Trời ơi, nó quá. Lúc đầu ra vậy? Mình mấy con này đặt cánh. Mấy này làm gì? Mình đặt cánh đó ra. Mua bột Dũng con hay vậy? Trời ơi nè. Mình chiên gì? Chiên tỏi hay chiên gì? Chiên giòn. Chiên giòn xong, dầu bỏ dầu vô chiên. Đúng rồi, đuốc lội, lội dầu. Nghe đây rõ nước. Cái này chính là mình ăn cái này được nè. Nướng cái này. Hai bớt lửa không? Nổ bớt đi, nhỏ lửa thôi, nổ quá trời. Nhỏ lửa đầu bếp ơi. Hai cái xe cánh này kìa. Dạ dạ, nó dễ nó dễ. Ủa, để xôi xôi. Đuôi bé. Trời bé dữ lắm. Nó dễ này. Chứ đem ra thì để hỏi nó không ngon lành. Để hỏi con lấy ra là bớt đi. Bỏ lên luộc đi. Này chi thèm mớ này. Đầu bếp này nhập từ mấy đâu nó còn loại nước mắm nè. Con chia ha. Mấy đâu nó còn loại nước mắm nè. Còn loại nhịn con bự ham hơn loại ham ha. Con bự họ để cho cặp hành thử đó. Ui gì đó quá tài đừng nói đừng nói đó nè. Nhìn con bự đó. Món này của tài yêu cầu ngon hả tài? Còn thử mới biết. Này giờ chưa ăn luôn á. Cắt từ từ ra cho nó nhuyễn 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 nhuyễn. Để nằm như nè. Nhuyễn đóng. Hôm qua chú bãi lửa bạch lửa ba tay tha cho ghe nha. Cái mưa quá trời luôn nó cạn nè. Mấy cái con mà con kiến dương nó chiên giòn hả tài? Giòn hơn con này nữa. Kiến dương nướng ăn ngon. Thằng nào thử con luôn sống. Giờ mình ăn ra đuôi, bây giờ đuôi sống trước đi. Quỳnh anh em thử trước đi. Quỳnh anh em. Quỳnh em thử trước đi. Thấy nó ngán ngán sao ta? Không, giờ phải muốn ngon á, phải ăn con đuôi chín trước. Không có. Ui thà gì. Mình sẽ ăn con, thử mình thử con đuôi chín trước. Mày ăn không nha. Rồi xin mời cả nhà nha. Rồi con nào rồi? Con nào nhỏ. Sao tài? Béo dữ trời luôn. Thử con này. Ngon kìa. Cảm ơn cái.
Vũ. Má à, cực kỳ luôn á. Thêm này. Nha. Chấm cái nữa. Rồi mà cái nhà mình nha. Thơm quá. Thơm anh béo. Béo gơ. Ừ. Dạ. Ẩm thực nước ngoài quá. Ẩm thực nước ngoài. Bây giờ chấm với cái mua ớt của Thiên. Ờ, Thiên nó làm kìa. Thiên mua ớt hả? Mua ớt chanh mà siêu cay luôn. Anh thử con đen này. Ừ. Ngon chứ? Để tôi thử ăn con Thiên Dương này nó ra sao. Đã nữa. Thiên Dương nó béo ha, nó giòn. Thiên Dương nè. Béo thì ghê trời. Lâu dữ trời lắm mày ăn luôn. 4 năm à. Nhiều. Mới có 4 năm à hả? Rồi. Chưa? Đã chưa? Rồi, tay. Vô thử con đuôi rồi rồi. Hả? Lúc nào sao cái khó khăn của mình nhường mình đó cậu lớn mà. Giờ thử con luôn cái này nha. Có đình nè. Trời ơi. Lấy, thay lấy cái này ra. Cắn ngang cái đầu bỏ đi. Ừ, cầm giá đúng rồi. Đúng rồi. Xin mời cả nhà nha. Hôm nay Kha sẽ thử review món đuôn lẩu nước mắm siêu cay. Ăn được. Không, béo. Sao? Đại vừa quá. Ngon hả? Ăn được kìa. Béo, được béo lắm. Nước mắm như có cay. Nó rất là béo. Giống vậy không? Béo hơn nữa. Ừ. Anh bà đây, anh bà trứng đây. Thử em một người một con. Rồi. Đại còn sống. Rồi mày nhỏ bự hơn cái mày. Thử rồi, người con đúng là người con. Từ từ nha, từ từ nha. Người con á. Anh lên thành trước đi. Chết luôn á. Đã hả? Được con. Đúng mà. Dạ. Tám được cái gì hết rồi. Tên tại là béo thiệt chứ. Béo ghê luôn á. Ngon. Đừng gạt đó mèo. Thầy máu. Quá không? Nữa không? Béo lắm. Từ từ cảm nhận. Cảm nhận đuôi luôn. Béo ha. Rồi. Ừ, ăn không? Đấy, rồi. Trời ơi, ăn con bự đi. Ăn bự đi rồi. Nè hả? Trời ơi, con như thế này hả? Hồi nay em ăn con bự đi. Ăn bự đi. Được không? Ừ. Ngon không? Ngon. Đừng dụ nha. Không có dụ em đâu. Em kẹp muốn ngon em kẹp thêm miếng ớt nữa. Sao không? Được không? Ngon mà. Ngon quá. Đời, đời của mến. Đúng rồi, mỗi người một con thì mến phải thử. Cái con còn sống. Đúng rồi, mến phải thử. Vậy luôn hả? Ừ. Thử đi. Được luôn. Quay được. Cầm máy quay ngược đây, lại. Đây tôi sẽ cầm máy quay. Không quay lại, quay ngược lại. Quay ngược lại để cho mà cảm thôi, giác. Được mà. Cảm giác mến ăn. Quay lại chứ quay mặt nè, mở cái nhà mày đang đuôn nha. Giờ sao vậy nó cái đầu ta? Mày quay đưa cho ông kia cầm. Không cầm đũa vô mày bạn gấp mày giùm tôi cầm cái đầu. Không, cầm đũa nè. Trời khổ dữ vậy trời. Còn rồi. Sống đó trời ơi. Trời con nó mạnh nhất. Con nó mạnh nhất. Mạnh nhất trong các con á. Rồi chấm. Vậy là ăn hả? Rồi chấm gì không? Không có chấm gì hết. Nước mắm nữa. Nước mắm. Trời ơi. Tôi chết hả? Bóp cho chết. Để cho sống đi. Để sống nó mới lội được chứ. Béo đó. Béo cực kỳ luôn á. Sao? Ừ. Rất là béo luôn á. Cảm giác con vô mất luôn á. Thiệt. Giờ tôi làm thêm con nữa nè. Con nhỏ nè. Dữ không? Dữ không? Thì ngon mà. Trời ơi, ăn không nên nào giờ chưa có ăn chứ mà giờ ăn được cũng đã gì đâu. Miếng ớt nữa. Ăn không có đầu hả? Ừ, nhỏ. Làm món mới đi. Này chưa. Rồi. Ngứa nó tay. Ôi, nó không thôi. Cay quá. Nó cay đi. Hết mất. Rồi, giờ sao? Giờ tới món này. Giờ bóc luôn đi, khỏi đũa đi. Nó từ thử đi. Theo nước mắm ăn nhâm ngon á. Cái nước mắm á. Cái bồ tạc á. Nước mắm. Có lẽ cái này đâu phải có nước mắm mới ngon ha. Cái mắm mặn á. Này nè. Mình kho với nước mắm á. Cái này nè. Tiền khoái cài cảo rất mạnh. Cái bồ tạc hả? Nó cay đâu.
ngoài béo vô béo béo quá ông nên thưởng thức nguyên con thì nó ngon hơn để nó cảm nhận được cái vị béo của nó. Nhiều nhiều quá mới có công nhận. Công nhận thử đi. Ngon quá. Có màu vàng mà sao chấm một tại sao nó ra màu xanh luôn ha. Lên không? Giờ được. Quen rồi. Không thôi không vậy. Vô nè. Nhưng mà nó không bằng cái con đuôi dừa tắm nước mắm ha. Lần đầu tiên tụi mình ăn con đuôi dừa tắm với nước mắm này. Cảm giác rất là ngon luôn á. Ngon. Rất là ngon luôn. Rồi tụi mình xin dừng clip. Tụi mình xin dừng clip đây. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo gấp miền Tây nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.